cát vào là lở vào mài. Bây giờ là ở trên cái chỗ mà ở trên cái chỗ sản xuất đó là lở vào đến khoảng 100 mét, mất khoảng 100 mét. Cái chỗ là có pha đứng hụt đó chiều dài. Có mấy con tàu nào họ đang hút cát đó phải không bạn? Mấy con tàu nào đó đứng hút cát đó. Cái việc hút cát đấy họ diễn ra cả ngày cả đêm mà bạn? Việc hút cát là diễn ra cả ngày cả đêm. Thời điểm nhiều tàu hút nhất là khoảng mấy tàu? Nhiều nhất thì có lẽ họ tập trung là khoảng 10 tàu, trên 10 tàu. Rồi cái việc hút cát đó ảnh hưởng đến như là đời sống của người dân mình như thế nào? Hút cát đó thì có như ở đấy, dân ở đấy thì trước tiên là mất đất sản xuất của dân. Thứ hai là ở đấy là làm ồn ào đêm hôm, dân lắng ngủ được, trẻ không học hành được. Nói chung nhất là những người mà có bệnh gì là chịu đi đúng không?